Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Kiều Lan chính thức lên tiếng sau sự cố tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Ngày 7 tháng 10 vừa qua, đại diện Việt Nam Nguyễn Hà Kiều Loan đã chính thức xuất ngoại đến Venezuela để tham dự cuộc thi Miss Grand International. Trong suốt 40 giờ bay, nàng Á hậu đã nhận được không ít lời chúc từ các hoa hậu, Á hậu Việt Nam, cũng như sự quan tâm của tất cả mọi người khi không thể cập nhật liên tục tình hình của cô. Nàng Á hậu chỉ mới 19 tuổi, nhưng phải một thân một mình mang 8 kiện hành lý sang một đất nước xa lạ để dự thi khiến nhiều người lo lắng. Không may thay, trong lúc cô còn đang trên máy bay, thì khách sạn nơi lưu trú của các thí sinh tham dự cuộc thi Miss Grand International năm nay bất ngờ bốc cháy mà chưa rõ nguyên nhân. Venezuela, địa điểm tổ chức cuộc thi năm nay, đang là nước gặp phải nhiều biến động khi trải qua cơn khủng hoảng lớn nhất lịch sử. Mặc dù biết trước điều đó, nhưng Á hậu Kiều Loan vẫn giữ vững tinh thần tích cực để đón nhận những thử thách sắp tới tại cuộc thi. Nghe tin khách sạn nơi cô và các thí sinh đang lưu trú vừa trải qua cơn hỏa hoạn, Kiều Loan chia sẻ: Loan đã nhận được ngay tin này khi vừa đến khách sạn. Ban đầu Loan cảm thấy lo lắng cho các thí sinh cũng như ban tổ chức đã đến trước mình một ngày. May mắn là mọi người đều ổn và tình hình an ninh ở đây khá chặt chẽ. Ban tổ chức cũng như nhân viên khách sạn đều đón tiếp Loan cũng như các thí sinh khác một cách nồng nhiệt và giúp đỡ mọi người ổn định tinh thần, không bị hoảng loạn với vụ cháy vừa qua. Vừa đến nơi, đại diện Việt Nam đã ngay lập tức cập nhật hình ảnh check-in tại khách sạn. Cô không ngần ngại làm quen ngay với các thí sinh khác dù đứng trên đất khách quê người. Hoạt động đầu tiên của cô cũng như các thí sinh khác khi đến đây là chụp bộ ảnh profile cũng như gặp gỡ chủ tịch của chương trình. Cô được sắp xếp ở chung phòng với đại diện Myanmar, cả hai khá thân thiết với nhau mặc dù chỉ mới quen biết. Hình ảnh nàng hậu xứ Quảng xuất hiện trên fanpage Miss Grand International cũng khiến fan chú ý, lo lắng cho sự an toàn của cô sau gần 48 tiếng đi từ Việt Nam sang Venezuela. Tuy nhiên cô vẫn luôn hừng hực khí thế chiến đấu dù một mình mang chuông đi đánh xứ người. Nhan sắc ngày càng thăng hạng, Kiều Loan còn được chuyên trang sắc đẹp quốc tế bất ngờ dự đoán sẽ nằm trong top 11 Miss Grand International 2019 cách đây vài ngày. Tuy nhiên, ba gương mặt nổi bật nhất trong bảng xếp hạng đến từ Mexico, Brazil và Venezuela là những gương mặt đáng gờm của cô nàng trong hành trình chinh phục vương miện năm nay. Không chỉ riêng ba đối thủ nặng ký ở vị trí đầu bảng, mà 60 thí sinh còn lại của cuộc thi đều là những cô nàng nổi trội khi sở hữu thân hình thu hút và có kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu. Á hậu Kiều Loan là một trong số các thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, khả năng của cô lại không hề kém cạnh với dàn thí sinh tại Miss Grand International. Cô sở hữu nhiều điểm mạnh về ngoại hình, khả năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ cũng như kỹ năng catwalk. Từ những ngày đầu tiên, Kiều Loan cũng tự tin catwalk, pose dáng thần thái và biết cách lựa chọn trang phục cực kỳ nổi bật giữa rừng hoa tại cuộc thi. Trong hoạt động trao sách vừa qua, cô đã tạo bất ngờ trước khán giả cũng như các thí sinh bằng bộ cánh cắt xẻ táo bạo, khoe đôi chân dài. Đặc biệt nhất so với các thí sinh còn lại là khả năng ca hát như nút đĩa của Kiều Loan. Cô vừa đăng tải bản cover trọn vẹn ca khúc tiếng Anh Chip Crew của Sia sau khi đoạn clip ngắn này được xuất hiện trong video tự giới thiệu của cô trên fanpage cuộc thi. Đáp ứng mong mỏi bao ngày của fan, nàng Á hậu giúp người hâm mộ thỏa mãn bằng một bản cover chỉnh chu với giọng ca nội lực và phong cách trình diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Mặc dù Miss Grand International chỉ mới thành lập cách đây vài năm, nhưng vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm bởi quy mô tổ chức chuyên nghiệp cũng như dàn thí sinh chất lượng hàng năm. Đây còn là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, bên cạnh Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàng Vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Siêu quốc gia. Các thí sinh của 64 quốc gia sẽ trải qua 3 vòng thi phụ, bao gồm thi quốc phục, phần thi interview và phần thi bikini. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại Việt Nam trong suốt 2 tháng vừa qua, Kiều Loan sẽ luôn tỏa sáng cho đến tận đêm bán kết và cả chung kết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.